thể nói chặng đua thứ 6 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm nay đã ghi dấu ấn đậm nét của tay đua người Hàn Quốc Im Jae-yoon, và đặc biệt hơn đó cũng chính là món quà đầy ý nghĩa mà anh tự dành tặng mình trong ngày sinh nhật. Trước chặng 6, khoảng cách giữa Im Jae-yoon và áo vàng Loic Desriac lên đến 42 giây. Im Jae-yoon hiểu rằng cơ hội còn lại của mình là không nhiều, trừ khi anh có màn thể hiện xuất thần trong chặng đua về Huế. Quyết tâm càng được nhân đôi khi hôm nay chính là sinh nhật thứ 28 của tay đua người Hàn Quốc. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Tôi đã dành rất nhiều quyết tâm cho chặng đua này và thật tuyệt khi mọi thứ đã kết thúc hoàn hảo. Không có nến và bánh sinh nhật, nhưng các đồng đội đã tặng cho Im Jae-yoon món quà ý nghĩa nhất khi liên tục kèm cặp áo vàng và áo xanh để đồng đội băng băng về đích. Điều đó giúp anh giành liên tiếp 2 sprint, về đích với cách biệt ấn tượng và cân bằng kỷ lục 7 lần thắng chặng trong lịch sử VTV Cup, một kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ. Chiến thắng của tôi có công không nhỏ của các đồng đội. Họ đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Đây chưa phải là lúc ăn mừng lễ sinh nhật. Giải đấu vẫn còn ở trước mắt và tôi sẽ tập trung hết sức cho đến chặng cuối cùng. Phía trước Im Jae-yoon sẽ là hai chặng leo đèo đầy căng thẳng, trong đó đặc biệt là chặng 7 mang tính quyết định. Áo vàng và áo xanh sẽ là món quà sinh nhật muộn mà tay đua người Hàn Quốc hướng tới tại VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019.